Xin chào mừng các bạn đã đến với video giới thiệu về New Mây Việt Nam. Như các bạn đã biết, thị trường Việt Nam, New Mây Việt Nam đã và đang phân phối rất nhiều các dòng sản phẩm sữa non Alpha Lipid đến từ New Zealand. Thì New Mây Việt Nam được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, các sản phẩm của New Mây Việt Nam đã có mặt tại nhiều tỉnh thành và chúng tôi đã mở rộng ra các văn phòng chi nhánh như tại Hà Nội, tầng 4 D2 Giảng Võ Ba Đình Hà Nội, Đà Nẵng, tầng 2, 72 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng, chi nhánh Cần Thơ, tầng 8, 11B Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Từ năm 2013 đến năm 2017, New Mây Việt Nam đạt giải thưởng vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng trao tặng vì sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, năm 2017, chúng tôi vinh dự nhận chứng thư top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương, được trao bởi Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Với tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi, New Mây Việt Nam mong muốn mang các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao từ New Zealand với nguồn dinh dưỡng độc đáo từ sữa non của bò tới những người dân Việt Nam. Tầm nhìn của công ty đơn giản là sự chia sẻ sức khỏe và sự chia sẻ những cơ hội kinh doanh độc đáo. Ngày nay, sức khỏe là ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trên thế giới và New Mây cung cấp các sản phẩm được làm từ những nguyên liệu tinh khiết nhất, hướng tới việc nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng. Bởi vì thành công của New Mây bắt nguồn từ sự thành công của các nhà phân phối New Mây, chúng tôi luôn quan tâm và động viên các nhà phân phối đạt được mục tiêu đã đặt ra. Mục tiêu đó có thể là kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình, đem đến cuộc sống tốt hơn cho những người bạn yêu thương hay bất kỳ mục tiêu nào khác. Các sản phẩm phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ tập đoàn New Mây tại New Zealand, quốc gia được biết đến như là một hình mẫu cho nền công nghiệp sữa sạch, nơi không sử dụng thuốc trừ sâu, không có bệnh bò điên và môi trường trong lành. Nhà máy sản xuất của New Mây Integration cũng đạt các tiêu chuẩn sản xuất sạch GMP nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất cho các sản phẩm. Tại thị trường Việt Nam, New Mây cung cấp các nhóm sản phẩm sữa non với công nghệ sáng chế Alpha Lipid độc quyền, bao gồm dinh dưỡng toàn diện kiểm soát cân nặng, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ xương khớp, dinh dưỡng bổ sung dành cho vận động và tăng cường năng lượng, mỹ phẩm giúp hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa. Các sản phẩm trải qua các quá trình kiểm định nghiêm ngặt, cùng với đó là công nghệ độc quyền Alpha Lipid của tập đoàn New Mây Integration giúp nâng cao khả năng hấp thụ của sản phẩm. Tập đoàn New Mây đã tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có đến hơn 30 năm kinh nghiệm, đặc biệt đạt nhiều thành tựu trong công cuộc nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm sữa non. Tập đoàn New Mây được thành lập vào tháng 6 năm 1984 tại Auckland, New Zealand. Ông Graham Rocklitz là chủ tịch tập đoàn và cũng là người sáng lập. Đến nay, tập đoàn đã có hơn 30 năm thành công và phát triển vượt bậc trong việc sáng chế và tiêu thụ các sản phẩm dinh dưỡng. Sản phẩm chủ lực là các sản phẩm với nguồn dinh dưỡng độc đáo đến từ sữa non của bò. Hiện nay, tập đoàn New Mây đang đứng đầu trên thị trường cung cấp các sản phẩm sữa non toàn cầu và là nhãn hiệu hàng đầu của thế giới, đồng thời 3 lần đoạt giải thưởng sản phẩm xuất khẩu nhiều nhất New Zealand. Tại New Mây, chất lượng sản phẩm đồng nghĩa với việc cải tiến công thức và kỹ thuật, cùng với đó là cam kết từ tập đoàn New Mây khi các sản phẩm của tập đoàn được xác nhận bảo hiểm bởi công ty Vero với giá trị bảo hiểm tối đa lên tới là 20 triệu đô la Mỹ. Cho thứ nhất về đối tượng bảo hiểm, đó là tập đoàn New Mây Integration. Thứ hai, phạm vi là bảo hộ về pháp lý của sản phẩm khi xảy ra các sự cố liên quan đến việc sản phẩm có gây hại cho sức khỏe trong suốt quá trình sản xuất và xuất khẩu. Với vùng đất thiên nhiên của kỳ thú New Zealand, khí hậu độc đáo và khác lạ, thì New Zealand có tới 3 miền khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. New Zealand cũng nổi tiếng với phong cảnh hữu tình tại New Zealand với những dãy núi trải dài kỳ vĩ hay những bãi biển thơ mộng đã tạo sức lôi cuốn diệu kỳ khiến những người đến đây và không nỡ rời đi. Với những ưu đãi của thiên nhiên kỳ thú, khí hậu New Zealand không bao giờ quá nóng hay là quá lạnh. Cũng chính vì lý do đó mà ngành công nghiệp chăn nuôi bò sữa phát triển rất mạnh ở nơi đây. New Zealand là một trong những quốc gia hàng đầu về chăn nuôi và xuất khẩu sang các sản phẩm sữa. New Zealand, thiên đường của bò sữa. Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì đã tạo nên sự khác biệt của dòng sữa giống bò New Zealand với những đàn bò khác trên thế giới chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Lối chăn nuôi đó là 3 không: không nuôi nhốt, không ăn thức ăn tinh, không uống nước nhiễm bẩn.
ở đây chính là cái kim chỉ nam cho việc chăn nuôi đàn bò tại New Zealand, và điều đó cũng giúp cho ngành sữa nơi đây đứng đầu doanh thu cao nhất trên thế giới về xuất khẩu sữa. Ở những đàn bò được nuôi trong các trang trại được thoải mái đi lại, nguồn thức ăn được cung cấp đầy đủ là có chất lượng tốt nhất và đúng. Chúng luôn được uống nước nguồn sạch, không bị nhiễm bẩn. Ở New Zealand có khí hậu ôn đới, nhiệt độ trung bình từ 7 độ C cho đến 16 độ C. Và nhiệt độ mùa hè cao nhất chỉ khoảng là 25 độ C. Đây là điều kiện khí hậu lý tưởng giúp đồng cỏ nơi đây quanh năm xanh tươi. Đàn bò thì gần như là được thả ngoài đồng cả suốt cả ngày để tận dụng cái nguồn cỏ tươi dồi dào duy trì cả năm. Điều mà ít quốc gia nào có thể có được điều này. Kết hợp với các yếu tố khác như là thiết kế về chuồng trại rộng rãi, thoải mái, giữ vệ sinh máng cỏ hàng ngày, hệ thống vắt sữa tiên tiến v.v. Đã tạo nên môi trường sống thoải mái cho đàn bò cũng như là đảm bảo vệ sinh trong quá trình thu hoạch và chế biến sữa. Chính vì lẽ đó mà dòng sản phẩm sữa non đến từ New Zealand luôn đảm bảo sự an toàn thuần khiết thiên nhiên, và New Way Việt Nam là công ty phân phối trực tiếp các thực phẩm bổ sung có chứa sữa non thiên nhiên với hàm lượng cân bằng từ New Zealand, giúp mang đến cho bạn nguồn dinh dưỡng lý tưởng hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Sản phẩm chứa kháng thể thiên nhiên từ New Zealand Alphanibit Life Black với một thông điệp là sữa non cậu bò là một món quà kỳ diệu từ thiên nhiên, cung cấp nguồn dưỡng chất quý giá, đó là kháng thể IgG, yếu tố miễn dịch và các vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe và kích thích sự đáp ứng tự nhiên của hệ miễn dịch. Một điều tra của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho thấy sự kháng thuốc kháng sinh hiện nay chủ yếu là do sự sử dụng kháng sinh không đúng gây ra. Thông thường thì sự kháng thuốc sẽ xảy ra từ 10 đến 30 năm hoặc là lâu hơn vì vi khuẩn cần thời gian để đột biến. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng kháng sinh không đúng sẽ làm cho hiện tượng đột biến xảy ra nhanh hơn và mạnh hơn. Chính vì vậy, chúng ta cần thay đổi và cách tốt nhất đó là nâng cao hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể để tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Khi hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh thì cơ thể có khả năng là khó mắc bệnh hơn, hoặc có thể nhiễm khuẩn thì cơ thể vẫn có cơ chế chống chọi một cách dễ dàng hơn. Hãy lựa chọn Alphanibit, sản phẩm chứa kháng thể thiên nhiên từ New Zealand bạn nhé. Với một thông điệp thứ hai, đó là sản phẩm có mức giá tiêu dùng phù hợp với các hộ gia đình tại Việt Nam, thì New May khai thác sức mạnh của sữa non, vitamin và khoáng chất cần thiết để hỗ trợ một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, có khả năng chống lại bệnh tật. Chúng tôi tin rằng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh là chìa khóa cải thiện sức khỏe và mang đến hạnh phúc cho bạn. Thông qua sản phẩm Alphalipid Blind Blind, việc bổ sung đầy đủ các kháng thể, vitamin và khoáng chất sẽ vô cùng thuận lợi và dễ dàng. Điều tuyệt vời hơn nữa đó là nếu anh chị ký hợp đồng tham gia với New Way ngay hôm nay, các anh chị sẽ có thể mua sản phẩm này với giá chiết khấu cho nhà phân phối và sử dụng với mức giá rất phù hợp với các hộ gia đình tại Việt Nam, chỉ 45k trên một ngày. Sản phẩm nên được sử dụng mỗi ngày cho sức khỏe tốt hơn. Có khi bạn tự nhủ rằng mong sao mình sẽ có được một sức khỏe để theo đuổi ước mơ của mình. Mong sao những người thân của mình sẽ có được sức khỏe thật tốt để làm những việc mà mọi người mong muốn chưa? Cũng sẽ là lẽ thường thôi nếu như đôi khi bạn và mọi người đang đặt ra những câu hỏi như vậy. Vì tất cả điều đó có chung một mong muốn là được trẻ, khỏe và tràn đầy sức sống. Alphalipid Lifeline chính là sự lựa chọn tuyệt vời, cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cuộc sống của cơ thể trong ngày. Tôi và tất cả các thành viên trong gia đình luôn dùng Alphalipid Lifeline vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút để cơ thể hấp thu tốt những đất các dinh dưỡng có trong sản phẩm. Chính nhờ thói quen sử dụng sản phẩm hàng ngày như vậy, Alphalipid Lifeline đã giúp gia đình tôi nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cơ thể. Các anh chị hãy cùng sử dụng sản phẩm mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.